Trước giờ chúng ta đều biết là Bitcoin nó là một dạng blockchain không khởi tạo được smart contract, cũng như là không thể nào ứng dụng được các smart contract ở trên nó. Vậy thì tại sao hiện tại nó lại có thể tạo ra được những cái token BRC20 này? Hay là do mã nguồn của Bitcoin đã thay đổi? Đây là những cái token BRC20. Cái trang này nó thống kê đây các bạn. Các bạn cũng có thể thấy hiện tại total market cap của nó đang là hơn 400 triệu cho tất cả những token BRC20 được tạo ra từ trước tới giờ. Và đầu tiên các bạn có thể thấy ngay là cái thằng tên là Audi. Thằng này là cái thằng được tạo ra đầu tiên. Token BRC20 xuất hiện đầu tiên trên thị trường của mạng Bitcoin, nó chính là Audi đây. Và hiện tại nó vẫn đang là top 1. Sau đó các bạn có thể thấy hàng loạt những thằng khác, như đây là B20, Biza, BP hay thậm chí là MeMe ở đây các bạn, rất là nhiều thằng. Rất nhiều token được tạo ra và thống kê lại ở đây. BRC20 này chẳng qua nó chỉ là cái giao thức mà người ta tạo ra được nó từ cái thằng là Ordinal Inscription các bạn. Giống như các bạn nhìn ở đây, bạn nhìn ở đây cho mình là trước giờ chúng ta đều biết là một BTC nó sẽ có đơn vị nhỏ nhất là gì? Đơn vị nhỏ nhất là Satoshi đúng không? Một BTC nó sẽ tương ứng với là 100 triệu 100 triệu Satoshi. 100 triệu Satoshi đúng không ạ? Đây Satoshi là viết như thế này. Satoshi. Thì lấy cái tên Satoshi làm đơn vị nhỏ nhất. Thì lúc này nó mới xuất hiện một cái vấn đề trên mạng Bitcoin, người ta gọi đó chính là Ordinal Inscription, dịch ra tiếng Việt là việc điêu khắc dữ liệu. Và cái inscription đó chính là việc chúng ta có thể khắc dữ liệu lên các Satoshi ở đây. Nó có thể là hình ảnh nè, là text, là văn bản, là file game gì đó đều được. Dẫn tới khi cái này vừa xuất hiện á, thì cái đầu tiên mà mạng Bitcoin nó làm được đó chính là Bitcoin NFT. Có nghĩa là nếu các bạn có một BTC là các bạn đang có 100 triệu Satoshi, và với 100 triệu Satoshi này các bạn có thể khắc được ra 100 triệu NFT. Đó các bạn hiểu vấn đề chưa? Là mỗi Satoshi như vậy các bạn đều có thể khắc dữ liệu hình ảnh, text, văn bản gì đó lên cái Satoshi đó. Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta mới đi tới cái câu chuyện là BRC20. Vậy thì tại sao cái việc khắc dữ liệu lên các Satoshi như vậy lại khiến chúng ta có thể tạo được token BRC20? Mình sẽ cho các bạn xem cái đoạn mã của BRC20. Nó chính là như thế này. Một cái đoạn chỉ gồm 5 dòng. B2 chấm BRC20 là cái chuẩn của nó. Còn deploy là khởi tạo. Và tick ở đây là ticker đó các bạn. Là mã của token chúng ta muốn tạo, cái tên để chúng ta gọi nó. Và max ở đây là max supply, là bao nhiêu token được tạo ra. Và lim ở đây chính là limit, mỗi lần min ra sẽ là bao nhiêu. Khi chúng ta tạo những cái BRC20 này, chẳng qua là chúng ta chỉ tạo một cái script và chúng ta gửi nó lên, chúng ta cắt cái dữ liệu lên Satoshi mà chúng ta muốn tạo ra token là chúng ta sẽ tạo ra. Các bạn hiểu mà. Đây ví dụ các bạn có một cái đoạn mã, một cái đoạn script như thế này đó. Những cái dòng như như bên kia mình có miêu tả cho các bạn, và các bạn đang có ví dụ là 0,0 không 3 số 0, 8 số 0, thông thường là sao dấu phẩy là 8 số 0 không? Ví dụ các bạn có đây là 3 đi, 0,00003 Satoshi. Thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể khắc cái dữ liệu này lên cái Satoshi ở cuối cùng này để các bạn tạo ra được một cái token của riêng mình trên mạng Bitcoin. Và khi các bạn khắc dữ liệu lên thì các bạn phải tốn phí. Cái phí này kêu là cái phí khắc dữ liệu đó. Thì bất cứ ai trên mạng Bitcoin các bạn muốn khắc dữ liệu lên các Satoshi của mình, các bạn đều làm được hết. Miễn là các bạn chi trả phí để các thợ đào xác nhận cho các bạn việc khắc dữ liệu đó là được. Đơn giản vậy thôi. Đây là hiện tại cái ví được dùng nhiều cho những cái token được tạo ra BRC20 để nó có thể lưu trữ được dễ dàng. Cũng như là các NFT, để các bạn NFT trên mạng Bitcoin như mình nói cho các bạn đó. Ngoài ra trên đây nè, đây cái chỗ mà mình nói nãy cho các bạn là cái phần inscription nè, ghi khắc dữ liệu, thì trên đây nó sẽ ghi cho các bạn là inscript thôi. Là các bạn muốn khắc những cái dữ liệu như mình nói á, các bạn hoàn toàn có thể bấm vào đây để các bạn có thể khắc dữ liệu vào đây, cái chỗ để cho các bạn có thể tải file lên nè. Bạn có thể thấy là file ở đây có thể gồm là JPG nè, là file ảnh đó, WebP, PNG, GIF, text, MP3, MP4 các thứ. Các bạn đều có thể khắc dữ liệu đó là một cái thứ gì đó các bạn muốn khắc lên cái Satoshi đó của mình đó. Và các bạn trả phí thôi là sẽ khắc được. Thậm chí ở đây nó còn có rất nhiều cái khác như là tên miền nè, chấm sát nè, text ở đây thì mình không nói. Rồi BRC20 nè, như mình nói đó, các bạn hoàn toàn các bạn có thể khắc ở đây. Thằng BRC20 đáng lý các bạn ghi một cái đoạn text, các bạn ghi cái dữ liệu lên như vậy á,
là các bạn phải chạy full node thì các bạn mới khắc dữ liệu nó mới được. Còn đây là nó tạo ra một cái nơi để các bạn có thể điền các thông số luôn, thì các bạn chỉ cần chi trả phí thôi, không cần chạy full node, các bạn vẫn có thể tạo được những cái token BRC20 của mình, miễn các bạn có tiền các bạn khắc dữ liệu lên là được. Ngoài ra đây, cái phần đây là marketplace để các bạn có thể mua bán những cái thằng token BRC20 hiện tại như ở đây là nó liệt kê là OD đây. Đây. Và các bạn có thể chọn thêm những cái token khác ở đây. Đó. Phần này mình sẽ nói kỹ cho các bạn hơn ở cái clip sau đi, để cái phần này mình nói thêm cho các bạn chỗ phần các cái khối. Trước đó là mình nói cho các bạn hiểu rõ về những cái token BRC20 là cái gì đúng không? Và các bạn cần phải hiểu cho mình cái điểm ở cái khối thứ 774.628 nữa các bạn. Đây là cái thời điểm chính, tính từ lúc này trở đi là Bitcoin hay những cái ordinal inscription nó mới xuất hiện á, là từ cái khối này trở đi các bạn. Khối này là cái khối drama nhất. Cái thời điểm trước đây nè, đến từ thợ đào tên là Luxor các bạn, đã đẩy được cái khối lượng dữ liệu trên cái khối này lên tới 40 các bạn. Lên tới mức giới hạn mà trước giờ nó chưa từng có, mặc dù chúng ta biết là sau cái đợt soft fork hồi 2021 á, là nó có thể ghi lên được mức này rồi, nhưng mà cái lưu lượng thông thường trên mạng Bitcoin các bạn thấy nè, là mình có chia sẻ các bạn đó là tối đa nó 20 thôi, các bạn thấy nó hoạt động ở cái lưu lượng là trước giờ chưa bao giờ vượt qua 20 cả. Thông thường là khoảng 10 mấy thôi. 10 rưỡi, 10 mấy thôi, nhưng mà cái khối này các bạn thấy là nó lên tới 40. Đó, lên được tới 40. Và sau đó thì cái tiêu chuẩn là BRC20 nó mới xuất hiện. Mà chỉ là đang chạy thử nghiệm thôi nha các bạn. Bởi vì có rất là nhiều node, người ta vẫn đang có những cái ý kiến khác, hoặc là đưa ra những cái xung đột ở trong đó, dẫn tới là BRC20 hiện tại vẫn chưa được xem là một cái tiêu chuẩn chính thức ở trên mạng Bitcoin, mà nó chỉ đang chạy thử nghiệm thôi. Việc mà các bạn muốn mua những cái token BRC20 này, nó luôn phải đối mặt cái rủi ro là khi mà Bitcoin á, lỡ về sau những xung đột này xảy ra lớn á, Bitcoin nó luôn luôn nó có thể xảy ra hard fork, thì lúc này những cái token các bạn mua nó không có giá trị, cho nên cần phải cẩn thận. Những cái phần khác về việc mua bán hay là chúng ta sử dụng cái ví Unisat này như thế nào á, thì Sang sẽ nói tiếp cho các bạn ở phần tiếp theo. Các bạn nếu như có thắc mắc gì, các bạn có thể đặt ngay cho mình câu hỏi dưới phần comment nhé các bạn, để mình có thể kiểm tra và trả lời cho các bạn sớm nhất.